Đây, mới vừa lên hàng các bạn ơi. Ao đây, chép đây, người này lên tôi cầm. Mình xin chào mấy bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm chuyến đi câu trong cái ao quang. Phương dẫn đi các bạn. Phương thì Phương câu câu đài, câu tai, mình thì câu máy. Đây là cái hồ mình sẽ câu nữa các bạn. Hồ này khá là rộng luôn. Người ta nuôi cá xong người ta bỏ các bạn. Ngoài kia là sông, sông lớn á, cái cống mình ra vô bên kia. Hồ này khá là rộng nè. Thì mình câu gần máy, mình câu chắc khoảng 2 cân. Giờ đang chuẩn bị ra cần nè, sửa soạn các kiểu rồi. Phương thì chuẩn bị cần máy, cần tay, câu đài. Hiện đây Phương cũng xuống mấy lần luôn nữa là cá này cũng ok đó các bạn. Mình thì lần đầu tiên xuống đây câu cá tác nghiệp nè. Chủ yếu là mình quay cá, Phương cũng câu lên cho các bạn coi thôi. Rồi, khi nào có cá thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Trời ơi, chép lên tim kìa Phương. Chép lên tim kìa. Ghê ta. Hồ này anh nghĩ đi, lưỡi của thằng ấy mà nó rớt luôn á. Lưỡi này. Lưỡi của Bùi Tùng á. Mà nó giật lên một cái, một ba đua tông cái lưỡi luôn, quát cái lưỡi luôn á. Ghê vậy. Còn xà lưỡi săn hàng á, mà còn quát á, anh nghĩ thứ gì dưới đó. Anh con gì đứng trong đó không? Ừ. Nghĩ sao trong đây mà mất được. Có cá nhỏ, cái mè hay gì á, cá tra rồi. Tình lao. Cái ta nè. Ok ạ. Trà tiếp rồi. Tại cái mẹ. Rồi. Ôi. Dễ dùng luôn hả? Dễ dùng rồi đó.
mà giật vô này dính dây bên kia luôn à. Có dính cá không mà nó chạy dữ vậy, con gì? Cách ta rồi. Lao. Chạy vô đây luôn hả? Ôi. Nãy thả con ba lớn vậy nè. Chạy kìa. Cái gì chạy ghê hả? Cái gì hả? Trời ơi. Tê tượng. Hại rồi. Thú tán cọc tài nữa coi. Tôi tưởng có bay lớn nhiều nó chạy kìa. Thiệt là cái tình. Trả lưỡi đi bạn ơi. Rồi. Không mới nè, thấy mà miệng đúng tiêu vậy. Hên thôi. Nước đầu im rồi đó. Sáng nay nước nhiều hơn qua nha. Nghi mà nó ăn ghê không? Chứ không phải là 4 hát nữa, không phải 3 hát đâu. Kìa. Bự rồi. Ơi, lại bự kìa. Quá thử rồi. Ơi, chép. Làm sao? Giật đâu quá nó. Để xuống nhiều nữa cho. Vô xác khác em nè, cho nó vô đây là được không? Anh để này xuống này, anh lên kính lên nha, cho vô khác bờ nè. Mẹ ướt mặt nhỏ tên rồi. Ừ đó. Hey.
lô ạ. Đứt lưỡi hay vậy? Đứt lưỡi gì nữa? Lưỡi đây nè. Đang lưỡi nè. Em đâu có giật đâu, anh thấy không? Đây, của tôi lên nha các bạn. Đẹp quá ta. Con này có tứng nè. Bữa cũng nhai góc dưới á, bắt con đi chơi nhẹ nè. Nhỏ hơn xíu. Đây, mới vừa lên hàng các bạn ơi. Ao đây, chép đây. Người này lên, tôi cầm. Rồi cho nằm bờ luôn đi. Cũng bỏ động hả? Cũng sắp về rồi. Thấy không? Bỏ đi, không có. Bỏ cá tra ra được rồi, dùng cá tra ra đi. Anh ra đây. Nó dùng cá tra ra. Không có, tại cá tra nó có hạnh đó. Đổ bán này vô luôn. Rồi, tình hình là anh em dọn đồ về các bạn ơi. Hôm nay chơi kết hợp cần tay cần máy thì cũng được con Hugo Phúc Bù Giờ các bạn. Cần tay lên hàng của áo cam, dính con cá chép màu cam. Đó. Cá chép này khá là to nha các bạn. Phía ngoài à, một mớ cá mè nữa. Ok. Câu ở cái ao quan nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Cái này ở khu này kêu bằng gì vậy Phương? Này là nằm khúc ăn quá mà. Ngoài sông, sông cầu Bạch Miễu. Của Giao Hòa, trường Giao Hòa. Giao Hòa hả? Ừ. Múc nước luôn hả? Sông Giao Hòa đó, của Giao Hòa. À, Cần Thủ đang múc nước gặm con cá Hugo về nhà nuôi. Có nào rớt mưa không ta? Rớt mưa cái phim đẹp luôn á. Đó. Thấy nào cắm đầu với ông Phương? À, mấy cậu phải nói vậy không? nó. Để bắt mấy con cá của anh đi. Chừng 4 con thôi. Ở trên bờ nãy còn không ta? Hình như hết rồi. Đó, Hugo khủng. Như đây nước đủ rồi. Mình nói hả? Thôi bỏ mình nó thôi đi, bỏ mấy con đó chết à. Mấy nó đâu bỏ ngoài đi. Bỏ ngoài sao đâu bỏ. Vậy đổ lại đi, đấy nhà cần không? Để tự này đem thì chim ăn đi. Kiếm sư phụ nè. Bữa nay săn đường con sư phụ ơi. Đường con hả? Dạ. Ký vô. Đó. Ừ, ký được rồi. Bắn giật đó. Tại chim ăn không hết đi. Ném hay nhiều lắm mà đâu quắt đâu. Rồi. Đó.